Hello hello, Vanessa xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị quay trở lại với Vanessa cuộc sống Mỹ. Hôm nay là ngày 24 tây tháng 9. Vanessa xin điểm một số nội dung chính để thông báo cho quý vị vào buổi sáng ngày hôm nay. Đó là thông tin về chuyến bay đầu tiên của Việt Nam mở chuyến bay thương mại đầu tiên từ Hàn Quốc về Việt Nam vào ngày 23 tháng 9 và Thông tin về gói cứu trợ thì Vanessa cũng chia sẻ một chút xíu. Còn lát nữa Vanessa sẽ live stream ở trên kênh Mmv và sẽ chia sẻ cụ thể. Thì gói cứu trợ uh, ngày hôm qua ngày uh, thứ tư thì đã có những thông tin uh, cũng rất là mới và hé mở. Và buổi sáng thứ năm hôm nay thì Vanessa mới cập nhật được một chút thông tin thôi. Và lát nữa cũng có rất nhiều thông tin khác thì Vanessa sẽ live stream và sẽ uh, chia sẻ với quý vị thì họ đang đăng một cái bài báo sớm nhất của buổi sáng ngày hôm nay là ông Mnuchin và bà Pelosi đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán về kích thích gói cứu trợ coronavirus. Và bản tin tiếp theo thì văn xảo cũng xin chia sẻ thêm một chút xíu về thông tin của tiểu bang California ngày hôm qua. Ông thống đốc Newsom, ông ấy đã đưa ra một cái bài báo nói là sẽ ban cái gas new car, có nghĩa là không có Uh, cho chạy xe bằng uh, xăng uh, vào năm bắt đầu vào năm 2035 thì có nghĩa là 15 năm sau đó quý vị thì uh, như quý vị được biết là tất cả chúng ta đang rất trông chờ có rất nhiều người có việc hoặc là uh, người ta muốn về Việt Nam sau cái đợt uh, khủng hoảng corona virus này để thăm người nhà người thân thì cũng có một cái một số cái chuyến bay họ đã đưa đưa lên rất là lâu rồi nhưng những chuyến bay đó thì người thường như chúng ta sẽ không có được đi hoặc nếu như chúng ta có đăng ký đi thì cái giá của nó cũng rất là mắc và hầu hết là tất cả bà con không ai đi những chuyến bay đó. Thì bây giờ hiện tại đã có một chuyến bay thương mại vừa mới được mở với cái giá cước thông thường, họ nói là à, bắt đầu từ ngày 23 tháng 9 là chuyến bay đầu tiên thương mại từ ở nam hàn quốc có nghĩa là từ sau korea là cái nước hàn quốc đó quý vị chứ không phải là nước triều tiên thì việt nam mình gọi là triều tiên và hàn quốc thì cái chuyến bay đó họ về và họ yêu cầu chúng ta là như thông thường như ngày trước thì họ bắt chúng ta phải 14 ngày cách ly nhưng bây giờ họ đã gỡ bỏ cái 14 ngày đó, họ đã giảm cái ngày cách ly xuống chỉ trong vòng 24 giờ và một số giấy tờ yêu cầu cái phần test là chúng ta phải có cái giấy tờ để chứng minh chúng ta là không có bị nhiễm cái uh, coronavirus thì chúng ta mới có cái giấy đó thì chúng ta mới được uh, thông hành qua vào trong nước ở tại sân bay nội bài luôn quý vị nha còn tiếp theo là về cái thông tin của gói cứu trợ còn chuyến bay thì Vanessa sẽ cập nhật tiếp uh, cụ thể vào những ngày sau và Vanessa sẽ làm một cái video chi tiết để cho quý vị ai quan tâm tại vì Vanessa cũng quan tâm để Vanessa cũng có việc và cũng muốn về Việt Nam trong cái đợt này tiếp theo về cái gói cứu trợ thì bài báo này họ nói là uh, ông mà Trần và bà Nancy Pelosi đã có uh, những cái cuộc nói chuyện 15 cho đến 20 lần trong vài ngày qua đó quý vị và họ nói là tại sao ông uh, tránh văn phòng Mark Miro đã được đề cử mà không nói chuyện trực tiếp với bà Nancy Pelosi thì uh, đây là câu trả lời là bên đảng uh, Hạ Viện cũng như uh, bên uh, đảng Dân Chủ họ không đồng ý uh, Compromise, đàm phán với ông uh, Mark Middle tại vì họ cho rằng ông Mark Middle là người uh, sẽ phá vỡ những cái gói cứu trợ chứ không giải quyết được công việc nên là họ vẫn giữ quyết định họ đòi được đàm phán với ông Mnuchin Oli, đó thì chính vì đó mà mấy ngày hôm nay cũng vẫn đàm phán với ông Mnuchin trực tiếp thì uh, tôi đã nói chuyện với Pelosi ông Mnuchin nói rằng 15-20 lần trong vài ngày qua nhưng chúng tôi vẫn còn tiếp tục đưa đến những gói đàm phán. Thì ông ấy nói uh, là bình luận của ông Mnuchin được đưa ra trong bối cảnh hai đảng phái tế bế, bế tắc kéo dài trong nhiều tháng qua. Và mặc dù có sự ủng hộ rộng rãi của lưỡng đảng đối với một số thành phần của luật kích thích kinh tế, nhưng đảng Dân Chủ và Cộng Hòa vẫn chia rẽ sâu sắc về quy mô và phạm vi của một số gói khác. Căng thẳng đảng phái gia tăng do cuộc bầu cử tháng 11 sắp diễn ra và cuộc giành vự túc uh, vị trí chống của tòa án tối cao do thẩm phán. Ganh bớt qua đời cũng tạo ra một bước đột phá khó có thể xảy ra trước ngày bầu cử. Các đảng viên dân chủ đã nhấn mạnh rằng chính phủ liên bang phải phê duyệt hàng ngàn tỷ đô la viện trợ gia hạn và giảm trợ cấp tiền thất nghiệp, tăng cường chính ngân sách cũng như chính quyền địa phương của tiểu bang gửi một đợt cứu trợ trực tiếp cho các hộ gia đình đang gặp khó khăn, đồng thời cũng mở rộng các biện pháp bảo vệ nhà nhà ở và trục xuất. Tuy nhiên, Đảng Cộng Hòa cảnh giác về việc tăng thêm nợ quốc gia và kích thích của một gói mục tiêu nhằm giúp các trường học mở cửa trở lại và đưa người Mỹ trở lại làm việc nhanh có thể. Mà Trần, một trong hai nhà đàm phán chính về gói kích thích của Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi các đảng viên dân chủ quay lại bàn thảo và xây dựng một dự luật xung quanh các lĩnh vực thỏa thuận của lưỡng đảng chẳng hạn như sửa đổi chương trình bảo vệ tiền lương PPP để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mà nếu Trần nói hãy nhanh chóng vượt qua những điều mà chúng ta đã đồng ý và chúng ta luôn có thể quay lại và làm được nhiều việc hơn nữa. Nhưng các đảng viên dân chủ tại Thượng viện khẳng định rằng các đề xuất của Đảng Cộng hòa cho đến nay không đáp ứng được không đáp ứng được tối thiểu các việc cần thiết để thúc đẩy một nền kinh tế đang phục hồi. Thượng viện đưa ra một kế hoạch 500 tỷ đô la và đã bị, bị chê là nhỏ mọn thì họ lại tiếp tục nói về những cái gói cũ đó quý vị và họ có những cái dự định mới và họ nói là chúng ta hãy uh, đồng ý trên những cái gì mà chúng ta đã đồng ý rồi ví dụ như gia hạn tiền bảo vệ luật bảo vệ tiền lương paycheck protection program PPP đó quý vị và uh, gia hạn tiền thất nghiệp và 1.200 thì đấy là những cái mà họ đã đồng ý rồi và nó đã có số tiền cụ thể rồi thì họ nói là nếu như chúng ta không có thể đi đến được một cái gói cứu trợ lớn hơn thì hãy thông qua những cái gì cần thiết nhất trước để trước khi vào bầu cử thì hôm nay cũng có rất nhiều những cái bài báo để nói về những cái thông tin này thì Vanessa sẽ một lát nữa Vanessa sẽ đọc uh, tin tức thêm và Vanessa sẽ chia sẻ ở kênh MMV ở phần livestream cho quý vị. Và thêm một thông tin cuối cùng trước khi kết thúc cái video này thì Vanessa xin chia sẻ thêm một chút về cái uh, xe điện mà ông thống đốc của tiểu bang California, ông ấy hướng tới sử dụng xe điện vì trong cái thời gian qua thì ông thấy do chạy xe Ờ, xăng nó ảnh hưởng môi ô nhiễm của môi trường thì ông ấy cho rằng cái khí thải đó thì nó sẽ ảnh hưởng và nó sẽ gây ra những cái vụ cháy nữa và cũng là một phần về môi trường thì ông muốn là làm trong sạch môi trường thì chúng ta bây giờ chạy bằng xe điện là một điều tốt nhất nhưng mà cũng 15 năm sau thì họ mới có cái sự bắt đầu này vào năm 2035 đó quý vị thì uh, đấy cũng là cái ý kiến của ông uh, ông đưa ra và uh, ông muốn là đưa, đưa lên trên cho tổng thống để ký và để duyệt nhưng mà tổng thống thì sẽ không có đồng ý và đã uh, để xem cái tình hình uh, cái, uh, cái ben gas new car này nó như thế nào thì chúng ta sẽ chờ xem uh, những cái diễn biến tiếp theo cụ thể thì văn sản sẽ chia sẻ với quý vị thì tiểu bang California thì thường, theo như quý vị biết là đông dân nhất ở trong nhất nhì ở nước Mỹ rồi và cái lượng xe thì cũng đứng hàng đầu rồi. Bây giờ nếu như mà chuyển sang hết xe điện á mà họ nói là tất cả những cái xe mới là phải mua là quý vị phải mua xe điện thì không biết là cái tình hình uh, trong 15 năm tới thì có thể là sẽ có cái thay đổi thì có thể là mọi người sẽ dùng xe điện thật nhưng mà với cái Tình hình hiện tại bây giờ thì nghe nói đến cái phần chuyển hết sang chạy xe điện thì người dân cũng hơi hoang mang tại vì cái xe điện nó rất là mắc quý vị, nó không có rẻ như xe 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 gas, xe gasoline kia thì chúng ta cũng chờ thôi để xem xem tình hình diễn biến như thế nào thì Vanessa sẽ chia sẻ tiếp với quý vị thì Vanessa cũng xin dừng cái video tại đây và hẹn gặp lại trong bạn, quý vị trong cái live stream của MMV Family của sống Mỹ thì Vanessa sẽ cập nhật tin tức ngay sau đây và sẽ chia sẻ với quý vị trong cái live stream tới về cả tiền thất nghiệp nữa cảm ơn quý vị rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video clip lần sau bye bye